Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Dương Thành đã tích cực tuyên truyền cho hội viên và nhân dân trong toàn xã về chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc tham gia hiến đất, tài sản trên đất, ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng, chỉnh trang cơ sở vật chất văn hóa, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới. Kết quả đến nay, các gia đình hội viên đã tham gia hiến được trên 10.000 m2 đất và 1.500 ngày công lao động. Hiện cả hai chi hội đều có tuyến đường tự quản với tổng chiều dài 600 m. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh xã luôn chủ động phối hợp, tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua cùng với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, phát động phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phát động phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Thưa quý vị các bạn, câu lạc bộ nguyên là cán bộ xã Kha Sơn qua các thời kỳ, hiện có 28 hội viên, thực hiện chương trình kế hoạch của câu lạc bộ. Vừa qua, câu lạc bộ đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian qua, xây dựng phương hướng kế hoạch trong thời gian tới. Mặc dù hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, song mỗi thành viên trong câu lạc bộ đã vượt lên khó khăn, bám sát quy chế hoạt động của câu lạc bộ, đã thực sự đi vào nền nếp, hoạt động có nhiều tiến bộ, tiêu biểu trong mọi mặt công tác, để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân, được nhân dân hết sức tin tưởng và ủng hộ. Qua đánh giá 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, nhiều hội viên đã gương mẫu, đã tham gia hiến trên 500 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và kênh mương thủy lợi, đóng góp nhiều ý kiến trong xây dựng đảng, chính quyền ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Để xây dựng câu lạc bộ vững mạnh, câu lạc bộ đã xây dựng chân quỹ lên đến 4 triệu đồng, qua đó đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi hội viên theo quy chế. Công an huyện cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 10 vụ cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ 8 vụ với 11 đối tượng. Một số vụ gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân, một số vụ do đối tượng là vị thành niên gây ra. Theo cơ quan chức năng cho biết, qua thụ lý các vụ việc cho thấy, nguyên nhân do mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt xã hội như mâu thuẫn trong quá trình uống rượu, mâu thuẫn do va chạm giao thông, tranh chấp đất đai. Đây là những nguyên nhân bộc phát do người thực hiện hành vi nhất thời không kiểm soát dẫn tới hành vi phạm tội. Do đó, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế loại tội phạm này còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khách quan từ xã hội, sự quản lý, giáo dục của gia đình. Thưa quý vị và các bạn, xác định văn hóa là nền tảng của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Nên trong quá trình phát triển nông thôn mới của huyện Phú Bình chúng ta đã có nhiều giải pháp triển khai xuống các địa phương nhằm thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Đó là xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa phù hợp, đáp ứng được nhu cầu văn hóa và đời sống tinh thần cho người dân địa phương. Ghi nhận của phóng viên Đài truyền Thanh Nhuận huyện, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm chú ý đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, xã Hải Châu là một trong xã về đích nông thôn mới của huyện Phú Bình với nhiều kết quả tích cực. Nếu như năm 2011, xuất phát điểm của xã mới chỉ đạt 6 trên 19 tiêu chí, thì đến năm 2016, với sự nỗ lực đoàn kết vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của nhân dân, xã Hải Châu đã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa được chú trọng thực hiện, đặc biệt là việc xây dựng nhà văn hóa, xã gắn với trung tâm học tập cộng đồng, khang trang, rộng rãi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu chia sẻ về điều này. Từ khi có nhà văn hóa giờ là chúng tôi tất cả các cái hội nghị hội họp tiếp xúc cử tri hoặc có vấn đề gì của xã đặt và khoa học kỹ thuật thì cũng đặt ở các nhà văn hóa để tuyên truyền trực tiếp cho bà con nhân dân. Thế do vậy là cái nhà văn hóa đã phát huy được cái tác dụng rất lớn để công tác vận động tuyên truyền nhân dân để thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cùng với xây dựng nhà văn hóa, trung tâm cộng đồng của xã Hải Châu cũng huy động nhiều nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp và xây mới nhà văn hóa các xóm. Hiện tất cả 15 nhà văn hóa xóm đều đạt chuẩn, đảm bảo cho nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân địa phương. Hiện nay Phú Bình chúng ta có 14 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với các thiết chế văn hóa khá đồng bộ, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của người dân địa phương. Hàng năm, huyện đã tập trung nguồn lực để xây mới và nâng cấp sửa chữa hàng chục nhà văn hóa xóm. Trong đó chủ yếu từ nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp. Năm 2019, huyện ta phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có xã Nga Mi là địa phương còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện xây dựng nông thôn mới với 4 tiêu chí chưa đạt. Tuy nhiên, được sự quan tâm của tỉnh và huyện cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của người dân,
xã đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Ông Vũ Cao Cường, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi nói: Hiện nay thì 26 nhà văn hóa của các xóm thì có 14 là có nhu cầu là sửa chữa và xây mới. Thì chúng tôi đã có chủ trương từ năm 2018 là để năm 2019 này thì sẽ có 3 nhà văn hóa của xóm được là xây mới và 11 nhà được sửa chữa. Đề xuất là đối với lại cấp trên để quan tâm đến các cái nguồn lực về cơ sở vật chất này, văn hóa này, cũng như là tạo cái nguồn vốn đầu tư. Xác định xây dựng cơ sở vật chất văn hóa là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2019 và những năm tiếp theo, huyện ta tiếp tục huy động các nguồn lực, chú trọng lồng ghép các chương trình dự án để thực hiện hiệu quả tiêu chí này, đặc biệt là tại 5 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nói: Chúng tôi cũng phấn đấu tiếp tục là còn 5 xã về đích thì sẽ hoàn thiện các cái tiêu chí về và các thiết chế văn hóa cho các xã này. Đối với những xã đã về đích thì chúng tôi cũng tiếp tục là huy động và lồng ghép các cái nguồn lực để mà hoàn thiện các cái tiêu chí, kể cả nhà văn hóa xã cũng như là nhà văn hóa các xóm. Muốn làm được cái việc như vậy thì cái phát huy nội lực của bà con nhân dân, thế và cái xác định là cái vai trò chủ thể của các cộng đồng dân cư, của từng hộ dân là được đặt lên hàng đầu. Sau hơn 8 năm thực hiện triển khai xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc, trong đó cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư, đời sống văn hóa tinh thần có chuyển biến rõ rệt. Với kết quả đạt được cùng với giải pháp cụ thể và sự đoàn kết đồng lòng của người dân sẽ là cơ sở quan trọng giúp huyện Phú Bình chúng ta thực hiện xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Honda ô tô Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord với phương thức trả góp. Chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại, bảo hiểm thân vỏ xe, phụ kiện cho Honda CR-V và giao xe ngay. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên tới hơn 50 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Phú Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.